Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Mấy ngày hôm qua thì lùm xùm việc doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên quan tới một số cá nhân tố cáo bà. Và trong những ngày qua thì báo chí cũng đồng loạt đưa tin YouTuber cũng như một số kênh thông tin đại chúng về việc bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất nhập cảnh. Thì quý vị khán giả thấy là đây có phải là sự thật hay không? Sau những cái thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng thì công an tỉnh Bình Dương có những hành động và chia sẻ như thế nào về vấn đề này? Bên cạnh đó, tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau sự việc này thì chính người trong cuộc đó là ca sĩ Vy Oanh lên tiếng như thế nào? Chúng ta xoay quanh vấn đề lùm xùm trong mấy ngày hôm qua thì Phương Văn hôm nay tổng hợp lại thông tin chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả để nắm được những thông tin liên quan tới vụ bà Hằng chi tiết đã chia sẻ như trên. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi tin tức. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh chờ kết quả xác minh điều tra liên quan tới một số đơn tố cáo của cá nhân đối với bà. Cụ thể, ngày 11 tháng 3, một nguồn tin cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam để chờ kết quả xác minh điều tra liên quan đến đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Hằng. Thời hạn tạm hoãn từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 để phục vụ xác minh, điều tra. Theo cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan này đang thụ lý một số đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân, đó là gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Bên cạnh đó cũng có một thêm những nhân vật mà chúng ta thấy đó là ca sĩ Vy Oanh. Về hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân công dân, vân vân. Theo chia sẻ của thượng tá Lưu Minh Hoàng, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu, cơ quan điều tra đã thụ lý đơn, ra quyết định phân công điều tra để liên quan đến vụ việc này. Vào ngày 8 tháng 3, thì luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển có kiến nghị gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị sớm có kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Và kể từ khi ông Hiển gửi đơn đến nay hơn 4 tháng đã hết thời hạn theo Bộ Luật Tố tụng hình sự. Liên quan tới kiến nghị này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã cho biết đã có quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tính chất phức tạp. Cơ quan liên ngành của tỉnh Bình Dương cũng tiến hành giám sát, giám định các phát ngôn của bà Hằng để có căn cứ xử lý. Liên quan đến vụ cấm xuất nhập cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì hôm nay công an tỉnh Bình Dương có những chia sẻ với báo chí như sau. Cụ thể, chiều ngày 11 tháng 3, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương xác nhận với phóng viên báo công an thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thông tin này là chưa chính xác. Thượng tá Hoàng cũng cho hay, cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy, những thông tin đăng tải trên một số báo mạng xã hội vào sáng ngày 11 tháng 3 là chưa chính xác. Ông cũng chia sẻ thêm, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương thụ lý 6 đơn của 6 người, gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Nguyễn Đức Hiển và Đinh Thị Lan tố cáo về bà Phương Hằng vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích và hợp pháp của công dân, vân vân.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ. Và liên quan tới vụ khác, đó là giữa ca sĩ Vy Oanh và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Sau khi có những cái thông báo chia sẻ về việc tạm đình chỉ vụ ca sĩ Vy Oanh tố bà Nguyễn Phương Hằng, đã chia sẻ đầu tiên trên cộng đồng mạng về vấn đề này đối với ca sĩ Vy Oanh như sau. Cụ thể, hôm ngày 12 tháng 3, báo Tuổi Trẻ đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ sự việc giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm của ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Chia sẻ thêm, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết lý do bởi vụ việc đã hết thời hạn và tiếp tục xác minh. Việc tố cáo sẽ được phục hồi giải quyết khi có cơ sở. Thông tin trên khiến dư luận vô cùng xôn xao. Đến ngày 13 tháng 3 thì ca sĩ Vy Oanh lại gây chú ý không kém khi có bài đăng nói về chuyện này trên mạng cá nhân, trên Facebook của mình, và cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Đáng nói, nữ ca sĩ còn dùng những biệt danh không mấy dễ nghe ám chỉ Seo Đại Nam. Quý vị khán giả thân mến, đôi khi có sự mâu thuẫn giữa ca sĩ Vy Oanh và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng kéo dài trong thời gian qua, và nhiều cộng đồng mạng thì họ có hai luồng trái chiều, một số thì chỉ trích ca sĩ Vy Oanh, một số thì cũng không ủng hộ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Họ có những hành động thực sự là vô cùng gay gắt với nhau. Giọng ca Đồng Xanh còn gay gắt mắng những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng là thiểu năng. Chính vì vậy, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc cái cô ca sĩ này. Đồng thời, ca sĩ này còn tố họ dùng nickname ảo để bình luận trên mạng xã hội tấn công mình. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân cô vẫn theo đuổi vụ việc cho đến cùng để sự thật được sáng tỏ. Sau khi có thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ vụ tố cáo bà Phương Hằng thì ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng và có những bài viết hết sức là gay gắt và lấn luôn cả những người hâm mộ. Cô viết như sau: chả hiểu sao bị gia hạn thêm thời gian điều tra để xác minh thật kỹ. Seo Phương Hằng bị cấm xuất nhập cảnh để phục vụ điều tra, chứ có phải là ra kết quả hay là bị dừng lại. Có gì hay ho đâu mà các con thiểu năng cứ mừng rơn như bắt được vàng ấy nhỉ. Hay là văn hóa chợ búa đã được tiêm nhiễm nặng nề sau một năm truyền vào các con rồi. Thế thì tai hại quá nhỉ. Đó là ca sĩ đã viết như sau, làm cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc về việc cái cách viết của cô mắng những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng là thiểu năng. Và cuối bài thì cô này còn tuyên bố cứng rắn: ngày nào sự thật sáng tỏ, kẻ ác phải đền tội, thì ngày đó em ngưng nha. Nhớ mừng như vậy đến kết thúc nha, chứ pháp luật làm gì đứng về kẻ vu khống 100% nè. Dưới bài đăng, nhiều fan của Vy Oanh ủng hộ cô nàng tiếp tục chờ đợi làm rõ vụ việc liên quan tới doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, khi nói về chuyện này trên mạng xã hội, không ít dân cư mạng lại dành thời gian mỉa mai cô này chăm chọc nữ ca sĩ. Được biết trước đó Vy Oanh từng nộp đơn đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội đăng tin bịa đặt sai sự thật để xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, trong đó là có ca sĩ Vy Oanh. Kính thưa quý vị khán giả, hầu như cộng đồng mạng cũng chia sẻ hai luồng trái chiều: nếu không có khối thì làm sao có lửa. Trước đó vào cuối tháng 1 năm 2022 thì ca sĩ Vy Oanh xác nhận với truyền thông là cô có yêu cầu bà Hằng phải bồi thường khoản tiền lớn, thiệt hại danh dự, uy tín, nhân phẩm đã bị xúc phạm, với số tiền là 1 tỷ đồng. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì vụ việc đó là cũng chưa có giải quyết dứt điểm, quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn chia sẻ thông tin để cho tất cả quý vị khán giả nắm được thông tin và bình luận ở phía mình. Tuy nhiên, bên cạnh cái việc bình luận của quý vị khán giả thì Phương Văn xin phép chia sẻ ý kiến cá nhân của mình về vấn đề này. Thực sự, trong câu chuyện này của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh thì từ trước tới giờ Phương Văn cũng ít có chia sẻ về vấn đề này. Nhưng hôm nay thì Phương Văn tóm tắt lại cái câu chuyện và những cái thông tin để cho quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước nắm được thông tin liên quan tới doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, vụ tạm xuất nhập cảnh như thế nào, và với ca sĩ Vy Oanh. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ khi nói tới hai người này thì họ cũng là 49-50, quý vị khán giả.
Nhiều người không đồng tình với danh nhân Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn cảm thấy là phản cảm. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các cô ca sĩ đồng cỏ này thì cũng không kém Seo Đại Nam. Họ có những cái lời phát ngôn mà phải nói cực kỳ sốc, làm cho khán giả vô cùng phẫn nộ. Cho tới ngày hôm nay thì việc ca sĩ đồng cỏ này đã gọi những người ủng hộ danh nhân Nguyễn Phương Hằng là thiểu năng. Thực sự ra mà nói, khi mà đã ghét thì ghét tông ti cả họ hàng, ghét luôn khán giả là cái điều không đúng. Khi nào cái người làm sai đó là danh nhân Nguyễn Phương Hằng, cô cảm thấy là làm sai với cô không hài lòng, thì liệu cô có làm hài lòng danh nhân Nguyễn Phương Hằng hay không? Và những người fan hâm mộ, người ta có một cái ý kiến trái chiều, người ta có nhận định riêng. Như ca sĩ đồng cỏ này không thể đánh đồng là những người fan hâm mộ của Seo Đại Nam là những người thiểu năng, như vậy là bao gồm hết. Chính vì vậy cộng đồng mạng phản ứng là không sai, và những lời lẽ của cô Diếp vô cùng đánh đá. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ nói đến đây thì vì sao giữa hai người này không quen biết, không liên quan tới nhau mà lại họ xung đột trên mạng xã hội, phải nói là cực kỳ căng thẳng. Vì trước đây liên quan tới việc từ thiện của danh nhân Nguyễn Phương Hằng thì cô này lại không quen biết, tự nhiên xuất hiện và viết những câu đánh đá hầu như là chỉ trích danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thì chính vì vậy người ta nói không có khói làm sao có lửa, và việc họ đã là cá cược với nhau là nào là tiền tỷ trong thời gian trước đó, quý vị khán giả. Và khi mà có những cái câu chuyện như thế này, thật sự những người này 49-50, quý vị khán giả ơi, bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng thì chửi trên mạng xã hội nào là giật chồng, lấy chồng người khác vân vân, thì cái cô ca sĩ đồng xanh này cũng không vừa, cũng đáp trả lại danh nhân Nguyễn Phương Hằng, nói rằng là bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng nhiều chồng. Kính thưa quý vị khán giả, thật sự cái cô này cổ cũng xúc phạm nặng nề danh nhân Nguyễn Phương Hằng và lan tỏa cho tới cộng đồng mạng. Đâu phải người ta lấy chồng hai hoặc là lấy chồng thứ ba, gọi là hoàn cảnh nào đó thì người ta mới lấy như vậy. Tại sao cô không hiểu được? Cô nói danh nhân Nguyễn Phương Hằng là nhiều chồng, nhưng kính thưa quý vị khán giả, chính cô là cái người trong cuộc, và trong gia đình của cô, chồng của cô cũng lấy cô là người vợ thứ ba. Tại sao cổ khi mà nói danh nhân Nguyễn Phương Hằng là nhiều chồng, sao mình không nghĩ tới cái gia cảnh của mình sống hiện tại? Chồng của cô vợ thứ nhất, vợ thứ hai, lấy cô là cái người vợ thứ ba, chứ không phải là trai tân, gái mới lấy chồng đầu tiên nha quý vị khán giả. Khi mà người ta lấy vợ, lấy chồng, nhiều vợ, nhiều chồng là mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhau quý vị khán giả. Nhưng mà không nên đem những cái câu chuyện của gia đình của người ta như vậy mà đem chỉ trích trên mạng, nói là danh nhân Nguyễn Phương Hằng nhiều chồng. Nhưng mà tại sao không nói ngược lại, chính cái người chồng của mình là nhiều vợ, lấy cô là cái người vợ thứ ba. Đó, chính vì vậy khi mà cộng đồng mạng bóc phốt lại thì cái cô ca sĩ đồng cỏ này không trả lời được. Những cái lời lẽ của cô ca sĩ đồng cỏ này thì cũng không vừa đâu. Khi mà danh nhân Nguyễn Phương Hằng chia sẻ là giật chồng, lấy chồng người khác ABCD đó, thì cổ nói là danh nhân Nguyễn Phương Hằng có nằm dưới gầm giường không mà biết người ta là như vậy. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì cũng không khác gì khi mà trên cộng đồng mạng thì nó lùm xùm nhiều việc lắm. Trước đây thì cô ca sĩ đồng cỏ này cũng đụng độ với cái người vợ cũ của ông chồng. Tại vì ông chồng ông có tới ba người vợ lận mà, vợ đầu, vợ thứ hai. Thì sau cái cuộc tình của họ là hơn 10 năm, sinh được một đứa con gái, đó là bà vợ thứ hai đó quý vị khán giả. Thì sau này cái việc đấu tố qua lại của ca sĩ đồng cỏ này với cái cô vợ thứ hai có sinh được một đứa con gái với chồng, thì cái cô đồng cỏ này lại liên tục có những lời lẽ, hành động mà phải nói là những cái câu từ cổ viết vô cùng sốc quý vị khán giả, và đụng độ phải nói là kịch liệt với cái người vợ thứ hai của ông chồng. Và họ cũng có những cái màn đấu tố với nhau trên mạng xã hội. Cổ viết là vì sao mà chồng tôi bỏ cô sống như thế nào, bây giờ mới bị qua báo chồng bỏ. Xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi cái cô đồng cỏ này hen, cô là người vợ thứ ba mà cô đã chỉ trích cái người vợ trước của người ta, chưa chắc gì cô đã người thứ ba, ổng sẽ còn người vợ thứ tư, thứ năm nữa rồi sao? Sống đi 10 năm sau, biết đâu ổng còn cái người thứ tư, thứ năm thì lúc này cô nghĩ là sao? Đó, thì khi mà cái cô đồng cỏ này chỉ trích cái người vợ lớn của chồng mình, cái người vợ thứ hai đó quý vị khán giả, thì vô cùng nặng nề luôn. Phải nói những cái câu sốc vô cùng.
chồng tôi để lại tài sản cho cô, tại sao cô không biết gìn giữ mà cô chỉ biết ăn nằm vồi vĩnh là tiền của chồng, và đồng thời con cô gọi tôi bằng mẹ, đó là cái niềm phúc đức của cô để lại khi mà con cô gặp được tôi gọi bằng mẹ, vân vân. Nói chung là họ đấu đá với nhau vô cùng, phải nói là cộng đồng mạng cảm thấy cái cô đồng cỏ này cũng không hề một cái chút gì đó là họ cũng không đồng tình, chứ không phải là như cái cô đồng cỏ này chia sẻ. Và khi người trong cuộc, gia đình của họ, họ còn đấu đá với cái người vợ thứ hai của chồng mình, và đối với đứa con gái cũng lùm xùm vô cùng. Cho nên đối với Nguyễn Phương Hằng, và cô cũng có những lời chỉ trích nặng nề. Cho tới ngày hôm nay thì đỉnh điểm cộng đồng mạng cũng đang dậy sóng về cái cô đồng cỏ này, gọi fan hâm mộ của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là những người thiểu năng. Kính thưa quý vị khán giả, họ đã đấu đá với nhau thì họ đã gửi đơn nào là miệt thị cổ, danh dự xúc phạm. Thế thì chính bản thân cô đồng cỏ này đã xúc phạm danh dự và những lời lẽ nhục mạ đối với vợ cũ của chồng và đồng thời với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, thì cô ấy không biết nghĩ gì. Thay vì mình kiện tụng người khác, mình nói người khác là xúc phạm danh dự của mình, nhưng chính bản thân mình cũng đáp trả lại, đâu có thua kém gì đâu quý vị khán giả. Nói doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là nhiều chồng, nhưng mà chính bản thân mình là ông chồng mình tới ba người vợ, mình là người vợ thứ ba, ổng còn mơ mốt ổng còn thêm thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì nữa. Lúc đó rồi mình nghĩ thì sao? Mà khi cái cô này nói á, hầu như cổ không có cái suy nghĩ, nói là cho đã cái thân mình thôi, chính là mình là người trong cuộc, ông chồng mình cũng nhiều vợ như thế kia, mình là người vợ đâu thứ tư, thứ ba gì nè, rồi mà mình đi dám nói người khác là nhiều chồng. Thì cái cô này bó tay chỉ biết nói thôi, chứ cái đầu của cô không có suy nghĩ. Quý vị khán giả, tới ngày hôm nay thì đỉnh điểm về việc mà gọi cộng đồng mạng những người ủng hộ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là thiểu năng. Những người ta ủng hộ, người ta cũng có lý do. Đôi khi những câu chuyện nào đó người ta ủng hộ, nhưng có những câu chuyện người ta không ủng hộ. Khán giả rất là thông minh, chứ không phải như cái cô đồng cỏ này cổ suy nghĩ đâu. Nếu không binh vực cổ thì cổ cho rằng là khán giả là binh bà Phương Hằng là thiểu năng. Cái điều này là không đúng. Mình nói mình cũng phải biết suy nghĩ. Khi mà Phương Văn nói như thế này để quý vị khán giả biết được cái câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng với cái cô đồng cỏ này. 49 gặp 50 quý vị khán giả ơi, cũng không có vừa. Cho nên tới ngày hôm nay cái việc mà đình chỉ đơn tố cáo của cô ca sĩ đồng cỏ đối với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, và có thể là sau này phục hồi để tiếp tục điều tra nếu có cơ sở làm rõ, đó là phía công an đã chia sẻ những cái thông tin. Như vậy thì cô đồng cỏ này rất là ấm ức, rất là tức tối về việc này. Đó, thì bây giờ chắc có lẽ là họ lại tiếp tục đấu đá nhau trên cộng đồng mạng nữa. Và tới ngày hôm nay thì có những cái thông tin đồn thổi về quanh câu chuyện của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, thì Phương Văn hôm nay xin phép có những cái ý kiến cá nhân của mình. Còn nhận định thì có thể quý vị khán giả cũng có hai luồng trái chiều, đó là cá nhân của mỗi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức cũng như là đăng ký kênh Phương Văn, nhấn vào chuông để luôn theo dõi những câu chuyện chia sẻ cực kỳ hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.